Chào các bạn, cách đây đúng một tuần thì mình đã mang đến cho các bạn một cái món hời rất là lớn trong dịp Tết này. Đó chính là Diệu Thông Minh đã làm chương trình xả hàng chiếc Kyocera Digno với giá chỉ 990.000. Các bạn đã sở hữu được một chiếc máy có RAM 2GB, còn chiếc Qualcomm S410. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một món hời khác, thậm chí là một sản phẩm cấu hình mạnh hơn cả chiếc Kyocera Digno. Đó chính là chiếc Sharp Oakwood XX Mini với cái tên mã là 303SH hoặc là SHL24, tùy theo thị trường nhà mạng. Thì sản phẩm này hiện đang được Diệu Thông Minh niêm yết với giá là 1.290.000. Nhưng với cái chương trình khuyến mại đón Tết này thì Diệu Thông Minh sẽ xả hàng chỉ còn 990.000, tức là mức giá tương tự như chiếc Kyocera Digno, nhưng chúng ta sẽ có một sản phẩm với cấu hình cao hơn, vẫn là RAM 2GB nhưng con chip đã được nâng cấp lên Qualcomm S800 và cái màn hình cũng đẹp hơn rất là nhiều. Màn hình với độ phân giải Full HD cực kỳ sắc nét. Và sản phẩm này có gì đặc biệt, và với mức giá 990.000 thì các bạn có nên mua sản phẩm này hay không? Hãy cùng mình trải nghiệm ngay qua video này. Cái điều đầu tiên gây ấn tượng mạnh với mình khi cầm chiếc Sharp Oakwood XX Mini này trên tay đó chính là cái màn hình. Các bạn biết là Sharp thì luôn có thế mạnh về màn hình siêu mỏng cũng như là cái chất lượng màn hình ISO. Chúng ta sẽ có màn hình kích cỡ là 4,5 inch cầm khá là nhỏ gọn trong vòng lòng bàn tay, nhưng nó có độ phân giải Full HD, vì vậy nó cho cái mật độ điểm ảnh cực lớn lên tới 490 ppi, và khi các bạn sử dụng thì hình ảnh vô cùng sắc nét. Các bạn sẽ rất khó là để nhận ra cái hiện tượng vỡ hạt cũng như răng cưa sản phẩm này. Cái mật độ điểm ảnh lên tới 490 ppi thì nó gần sánh ngang với những sản phẩm màn 2K mà có kích cỡ khoảng tầm 6 inch hiện nay. Và đặc biệt trên màn hình của Sharp Oakwood XX Mini này thì nó sẽ có màu sắc hiển thị cực kỳ đậm đà. Nó vẫn là màn hình LCD, tuy nhiên thì Sharp đã cân chỉnh lại cái màu sắc khi mà các bạn mà chúng ta xem hình ảnh hay video chẳng hạn. Những cái tông màu đậm được làm cực kỳ nổi bật và chúng ta sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Đó, các bạn sẽ vẫn thấy có cái viền màn hình siêu mỏng và giúp toàn bộ cái mặt trước sẽ làm không gian hiển thị. Ở phía dưới thì mình rất là thích với cái thiết kế hai phím tăng giảm lượng, thì nó được làm bằng phím cảm ứng chứ không là phím vật lý như truyền thống. Và khi các bạn muốn cho to cho bé thì các bạn chỉ ấn vào đây, rất là dễ dàng. Và chỉ 990.000 thôi, các bạn sẽ sở hữu được một chiếc máy với một thiết kế rất là đẹp và nhiều màu sắc. Thì đây là chiếc máy mà theo mình thấy nó khá phù hợp với những bạn nữ. Những bạn cần một sản phẩm với cái sự nhỏ gọn, kích cỡ màn hình 4,5 inch thì nó cầm rất là vừa vặn cho lòng bàn tay. Và chỉ với một tay thôi thì các bạn vẫn có thể thao tác được gần như toàn bộ trên cái màn hình này mà không phải sử dụng đến hai tay như những cái sản phẩm phablet màn hình lớn hiện nay. Và máy vẫn có khả năng chống bụi chống nước, thì giúp các bạn có thể đi dưới trời mưa hay là không may rơi vào nước thì vẫn yên tâm là máy có thể hoạt động bình thường. Và cái điểm mạnh tiếp theo trên sản phẩm này đó chính là về cái hiệu năng. Đó thì so với chiếc Kyocera Digno với giá 990.000 thì chiếc Sharp Oakwood XX Mini này thì nó được trang bị con chip Qualcomm S800 mạnh hơn nhiều. Sản phẩm này có thể chơi tốt các game hiện nay như là Asphalt 8, Crossfire Legends hay là thậm chí cả game Liên Quân Mobile cũng có thể chơi được trên chiếc máy này. Như vậy chúng ta thấy là mặc dù mang cho mình một cái kích cỡ khá là nhỏ bé và thân hình khá là nhỏ nhắn như thế này, nhưng chiếc Sharp Oakwood XX Mini thì nó lại cho hiệu năng cực kỳ ấn tượng. Con chip Qualcomm S800 hiện nay thì các bạn yên tâm là có thể đáp ứng tốt tất cả nhu cầu giải trí cũng như chơi game xem phim của các bạn. Đó, và cái điểm ấn tượng cuối cùng của mình trên chiếc máy này đó chính là về camera. Máy sẽ sở hữu camera phía sau lên tới 13 megapixel và camera trước là 1,2 megapixel. Thì hai camera nó đều sử dụng cái cảm biến CMOS của Sony và cho chất lượng hình ảnh cực kỳ đẹp. Và cái camera này nó có rất là nhiều chế độ để các bạn có thể tùy chỉnh. Có lẽ chúng ta không thể tìm được sản phẩm nào trong cái tầm giá mà 990.000 mà có camera đẹp như thế này. Đó, thì các bạn yên tâm là trong dịp Tết này với cái camera của chiếc Sharp Oakwood XX Mini thì vẫn giúp các bạn có thể chụp được những ảnh du xuân rất là đẹp. Và chiếc máy này thì cũng sẽ hỗ trợ công nghệ 4G LTE để các bạn có thể truy cập trên web một cách nhanh nhất. Đó, như vậy thì sau chiếc Kyocera Digno 503KC thì hôm nay mình tiếp tục mang đến cho bạn chiếc Sharp Oakwood XX Mini, và sản phẩm này đang được giảm giá trực tiếp trong đợt hàng của Diệu Thông Minh nhân dịp đón Tết. Chỉ 990.000 thôi, các bạn sẽ sở hữu được một sản phẩm với cái màn hình Full HD hiển thị cực kỳ đẹp, một chiếc máy có RAM 2GB, con chip Qualcomm S800 chống bụi chống nước và một camera vô cùng ấn tượng. Và các bạn nào thích sản phẩm này thì chúng ta có thể đặt hàng mua ngay bây giờ. Và các bạn lưu ý là số lượng xả hàng này có hạn, vậy các bạn nhanh chân chúng ta đăng ký sớm nhất, Diệu Thông Minh sẽ ưu tiên những bạn mà đặt hàng trước để ship hàng về cho bạn. Các bạn có thể đăng ký trong form đặt hàng ở mình để ở phía dưới video. Và các bạn đừng quên là cũng trong chương trình khuyến mại Tết này thì rất nhiều sản phẩm Sharp, Kyocera cũng như là Fujitsu đang được xả hàng ở Diệu Thông Minh. Thì các bạn có thể truy cập trực tiếp website diệuthongminh.vn để biết thêm. Còn bây giờ xin chào, cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.